chị và các bạn nha. Này là vườn mình thấy bông su đũa và nó canh chua với cá linh. Cá linh. Hãy xuống xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Cái cốc mình trái nha. Có trái rồi ra lá ra bông nữa rồi. Ra bông nữa. Ăn hết lần này lần sau nó ra nữa vậy đó. Lần nữa. Trái già hết trơn, có trái chín luôn rồi. Một lần người trái chín có mấy chùm mà giờ nhiều hết sức nhiều. Có nhiều luôn. Thì có trái chín rồi. Nó cao không? Cao lên quá rồi. Cái bông nó trên đọt không? Đang quằn cho mày hái. Nó gãy thì chặt nó luôn. Chặt luôn chứ. Cái đọt. Không gãy đâu nè. Rồi đó, mày hái đi. Nhấn ngoài nữa. Ừ. Cái con này con sâu nó cạp chưa? Sâu cạp. Cạp lũ lỗ. Nó xịt thuốc, mèo cũng ra nó. Mèo này đi đâu cũng có nó hết trơn thôi. Miêu miêu. Miêu. Cái gì được mấy bông không? Cái 3 4 cây mới đủ nấu được canh. Mình phải thêm cái gì? Môn, thấy môn ngọt không? Môn ngọt không? Có môn ngọt kìa. À, mà nãy mình có mua mấy cái bãi đậu bắp. Dạ, khơm. Trời ơi, hả, hay tay mình đó. Người ta kêu quá chứ mẹ nó gì vậy. Hả? Người ta kêu quá. Cái đú mình có cua vô. Cua bự không ạ? Ừ, nó cua bự không ạ. Đi xuống chút đi. Vô cua chứ anh tép trong ít chứ mua nhiều. Mua lúc này hiếm không có cua. Rồi ngon hết sức rồi. Rồi sắp khẩu ra món nấu kim châm. Cái cua hành nướng. Cá linh này nó canh chua mà đánh dãy. Cá linh từng này bán nhiêu ký mà? 70 ký. Mày nói ăn bông điên điển mà. Nước nổi. Bông điên điển là màu nước nổi thì cá linh non. Linh non. Cá linh non, mày có linh này bự thôi. Này cái bông điên điển tứ quý bốn mùa. Cái cắt để vô cho nó bớt mùi nhà thôi. Như nó không có nhớt. Cắt này mình cũng rửa muối lại luôn. Cái tắt vô nè. Cái dao này không được bén lắm. Mấy dao sắc thịt cho người bán thịt á, sắc ngọt ngọt liệm ngon. Sắc ngọt ngon. Dao mình nó lệch. Sắc cho mỏng. Nướng nó mới ngon. Để trong mới được. Giờ mấy đứa em mình nó nhúm lửa lên mình nướng thịt. Có hai đứa bạn có ba chung vô. Đậu bắp á, họ chừa vài trái để nướng ngon luôn. Đậu bắp á. À, nướng.
Con lấy giấy nội. Dạ. Lại đo đo gì? Hẹn lưng. Kiểm hết rồi đo nữa không? Mình đó, ba nói đó, Nhi lại đo nè. Gì á? Nhi đứng đâu hoài luôn. Thằng cú. Nhảm ngon lên không chưa? Ờ đúng rồi. Dạ đứng tới qua nó đeo nó làm gì? Cái mơ bên trong không? Thầy có tài tưởng không? Ừ, thấy có tài tưởng, mẹ nó chậm luôn đó. Chùa có mấy cháu, bữa con ăn tục thần. Cháu thần em. Nó đậm đặc không? Sao vậy? Chặt cá vậy? Lắm vô luôn. Mình cho đường muối hạt nêm vô luôn. Giờ mình ướp thịt lên mình ướp hồi nướng cho miếng tỏi thơm nha. Cho miếng gia vị gia vị ướp rồi nướng. Miếng dầu hào nữa. Tí xíu đường ha. Cho hạt nêm vô. Cho miếng bút tương vậy nó cho nó thơm. Cho vô một miếng muối nè. Miếng dầu điều nó cho nó có màu. Cho vô một miếng nước mắm nữa cho nó đậm đà. Ít thôi. Rồi canh mình nó sôi rồi mình cho nước chép tắt vô. Rồi, cho rau vô luôn. Rau muống cho vô trước đi. Con sôi đũa để sao. Rồi cho con sôi đũa vô. Cho rau ươm vô luôn. Cái hành chua là rau ươm, thằng quế, nhỏ nó vô nó thơm. Cho nó xèo xuống mình tắt bếp rồi. Thật này ướt cái màu thấy ngon không? Ừ, mày lấy cái dầu điều nó mày... Cái dầu điều màu không đẹp. Rồi, mày lột bao tay rồi, cái bao tay nó trơn trơn làm khó quá, làm được. Sốt xét là làm có được. Làm mình ăn xong rồi, sợi. Làm bán thì bao tay hả? Đấy, bao tay. Đó, cái này ngon rồi nha, này kẹp cái miếng ấy của bên giữa luôn. Giờ tới mình nướng thịt. Rồi, cái này mới chơi. Mà than đang nóng, nướng ngon lắm mọi người. Nó nguội bớt rồi ha.
Ừ, nó nóng mới dữ á. Mau vàng ha. Ừ, than nó nóng rồi. Thịt này với lại thịt này mới ra mỏng á. Mỏng luôn. Mau. Nướng này có mỡ mỡ này ha, này mà có bún ha. Có bún. Có bún cục cục như bún đậu nè. Nó làm để nó tản tản. Giống. Này mới ướp gì nó vàng ngon không? Ướp dầu hào với dầu điều. Có dầu hào. Ừ. Làm nó sốt quét lên nó vàng ngon. Sốt em rồi. Cái sốt này có sa tế nó vàng mới ngon nữa. Đúng rồi. Bây giờ mình quét cái nước sốt rồi lên cái nữa. Kéo qua cái lọc, kéo qua cái lọc. Nào. Chắc được rồi đó Lộc ơi. Để bài qua cái nữa chắc được quá. Ừ. Quay. Ê, chả cái thịt ở trên này nè. Này cái mới nè. Ừ. Mấy cây đứng trước này chín là giờ mình gấp ra chín vàng hết trơn rồi nha. Mày nóng mình ăn liền luôn mới ngon. Ăn liền mới ngon không? Hỏi đi. Cho nó này cho nó vàng ở đây. Ở cái đó gấp ra được Lộc ơi, bên đó cũng được. Cái da nó vàng vàng không? Đó, vàng. Ê, đó cái này là cứ ủ luôn. Lăn trong lăn. Mình múc canh ra ăn cơm. Mà cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Hôm nay có hai đứa bạn Ba Chung học chung vô chơi. Ba Chung mời cô chú anh chị các bạn ăn cơm với gia đình của Ba Chung nha. Mình mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm với gia đình của mình nha. Thịt là ăn đi tụi con. Thịt nghiêm vừa thơm dữ. Thơm thịt lên. Mình chua. Mình chén thịt trước rồi mình chua sau. Cái linh nó nổi lên, nó nổi đầu lên à. Nhớ tụi cái linh liền. Thì ăn kèm với rau sống. Như leo. Ừ, cái miếng mắm có rộng đặc luôn. Mình chấm thử rồi. Nằm đặc rồi. Nắm nó dài. Dài nhờ cắn không nứt. Vậy em mới ngon lắm. Anh nhai nhiều vô, cắn nó thử rồi. Nhờ mình cắn luôn. Cắn không nứt. Ngon mà, ngon. Dạ. Ăn đi Lộc, đợi.
Chắc đâu có bé, con cá sạch rắn luôn rồi. Có rồi. Cái con đâu? Có lóc gì? Anh có gì về không? Dạ có, mới lên. Nó cho mình đó. Nó hả? Nó chẳng chồng bắp nó rồi. Dạ, bánh chẳng chồng chồng bắp này. Trái chưa? Trái chăm là đi bỏ mối mình ăn nè. Bán mối. Ngọt, ngọt và trái đó. Thành cái lại nó có cái để lý mình lại thành căn. Đi ngon thành nhiều không? Dạ. Chăm cái bắt công. Nuôi xài, nuôi bò. Thằng bắt mình nuôi bò ngon lắm. Dạ. Để nuôi bò là quan trọng là trồng bắp này không nè. Tại chứ nuôi dòng cây gì? Dạ, cây bắp màu. Bắp màu á, cây đó. Cây bắp màu á, trong cục bắp màu á. Cây rồi sẽ thái gì đó. Thái đâu, sẽ được dụng đó ha. Chua, thái nó tắm chua. Lập nhà, nhà có ở đâu lắm? Dạ, con ở Sóc Trăng. Dạ. Sóc Trăng. Xong rồi, con đĩa. Con như được càng. Tại sao đó không phải đĩa đâu, mà đĩa. Ừ. Đặc sản là đặc sản rồi. Rồi, tao bán mấy con. Ủa, còn kinh doanh đặc sản là cái gì ta? Đâu nhập? Anh đâu lọc mới cái chân mà phỏng đây đổ không gì đó qua mà được cái thành đó nha thơ hả? Dạ con đã được không ăn thơm để nó sắp trăng khắp hôn ấy ăn gặp hôn. Còn lợi dưới còn lợi dung nữa là đâu? Dạ dưới còn xíu. Lợi dung là có bạc hại vậy không? Dạ, có. Dạ, dạ. Là nó nằm dạ viên là cái cồn đó. Ngon quá trời.
cái canh chấm cái mắm ngọt nhẵn ngọt ngon cần chấm ớt chấm ớt đúng quen tay cái hộp qua chấm luôn. Đó giờ Dương đi mới ăn canh thôi. Con chưa ăn lỗ thôi. Giờ lên 73 rồi. Mày mà học lớp 4 rồi. Bố mày mà thế. Thì quê hả? Làm chỗ khác thì quê chứ. Đi làm ở Sóc Trăng thì gặp rồi lại đến Long Xuyên thì gặp lại. Trở xuống đây làm với Long thì gặp con. Mong được tập là xin đăng ký được tập trung. Hai Sướng xin kết thúc clip của cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Sướng nha.